Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Trân Lạc Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 96 của bộ truyện Tiên Hiệp Bậc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 96 ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lại nói lúc bây giờ pang một tiếng, thần hồn của Thái Tử Sơ trong tay Diệp Húc bỗng nhiên bị nổ tung, hóa thành một làn khói nhẹ, biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Húc không khỏi nhíu mày, hắn còn chưa kịp thi triển siêu hồn tắc phách đại pháp thì Thái Tử Sơ đã hồn bay phách lạc, khiến cho hắn rất bất ngờ. Ngay cả Tùy Hoàng Đế cũng dừng lại, cho mày nhỏ giọng mà nói. Là diệt hột đại cấm, tên độc ác này, thật không ngờ lại thiết hạ loại cấm chế này và chính con của mình kìa. Cho dù khiến cho con ruột mình hồn bay phách lạc, cũng không cho người khác bất luận cơ hội nào. Người kia lòng lang dạ sói, so với ta năm đó còn muốn ác độc hơn gấp trăm ngàn lần kìa. Sau khi Thái Tử Sơ chết, ngọc lâu trong cơ thể của hắn nhảy ra, tan rã ngay tại chỗ. Tuy nhiên, ngọc lâu cũng không hoàn toàn tan rã, mà lưu lại một tòa vô hồn giới 6 tầng. Diệp Húc kêu lên một tiếng, đại vô tam thần cảnh chết trên tay của hắn không ít, nhưng sau khi chết lưu lại vô hồn giới thì chỉ có một mình Thái Tử Sơ mà thôi. Cho dù là Đàm Phượng Sơn khi chết, Diệp Húc cũng không thấy vô hồn giới của hắn. Thái Tử Sơ có thể lưu lại tòa vô hồn giới 6 tầng này, thuyết minh thực lực của hắn đích xác là kinh người. Ngọc lâu của hắn được nguyên thần làm dịu, đã hình thành không gian động lại. Cho dù là ngọc lâu sụp đổ tan rã, không gian cũng không hoàn toàn mà sụp xuống. Diệp Húc gặp qua không ít vô hồn giới, nhưng những người này khi còn sống đều là thiên tài tuyệt thế, kinh thái tuyệt diễm. Bởi vậy, sau khi chết mới có thể lưu lại vô hồn giới. Xem ra Thái Tử Sơ cũng thuộc loại nhân vật như vậy, có thể nói là một nhân tài. Người hiện tại mà chết, hơn phân nữa cũng sẽ lưu lại một tòa vô hồn giới. Thủy Hoàng Đế không thể lấy được trí nhớ của Thái Tử Sơ, buồn bực không ngừng, ôm mồm mà nói. Đối với những lão giả như chúng ta mà nói, những tiểu tử có thể sau khi chết lưu lại vô hồn giới mới xem như là nhân tài đáng giá để bồi dưỡng kìa. Tiểu tử, nhanh, nguyên thần của hắn sắp phân giải, ngươi phải giúp ta vây khốn nguyên thần của hắn, ta có trọng dụng. U Thiên Thần Vương Độ Ách Ấn. Diệp Húc lấy tay chụp tới nguyên thần của Thái Tử Sơ, làm cho đầu nguyên thần bào hào lục dực này bị vây bên trong vầng trăng sáng phong ấn lại. Thái Tử Sơ nguyên thần mạnh mẽ vô cùng, so với nguyên thần của Ngụy Hiên mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, tu vi thậm chí còn trên cả nguyên thần thứ hai của Vệ Chăn. Lập tức Diệp Húc chụp tới tòa vô hồn giới, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, vô hồn giới tầng thứ nhất bị hắn dùng một tay bóp nát, hơn 10 tòa núi lớn rơi xuống, trong núi tràn ngập linh khí. Những dãy núi này toàn bộ đều là linh sơn, mỗi một tòa linh sơn đều phong ấn trên dưới 100 linh mạch bậc 5. Không nghĩ ra Thái Tử Sơ lại giàu có và lắm tiền tài như vậy. Diệp Húc cũng không có đánh nát những linh sơn này, rút ra linh mạch bên trong đó mà thu hết thảy những linh sơn này vào bên trong ngọc lâu của mình, bổ sung vào không gian ngọc lâu của mình. Hắn lập tức bóp nát tầng thứ hai vô hồn giới, chỉ thấy vô số tài liệu theo lầu mà rơi xuống. Bảo khí ngút trời, đây là một số của cải kinh người, so với thạch tinh vân thì còn cất chứa nhiều hơn nhiều. Thái Tử Sơ tầm mắt cực cao, những tài liệu mà hắn cất chứa không loại nào không phải là tinh phẩm. Diệp Húc thậm chí còn nhìn thấy một khối kim mẫu lớn như một quả núi đang thùng thùng nhảy lên. Khối kim mẫu này thật lớn, bên trong thậm chí có thể dưỡng dục ra kim tinh khí. Lập tức hắn nhìn lại tới một cây cọc gỗ thật lớn, cọc gỗ này cao tới nghìn trượng, bên ngoài khắc hình hoa văn rồng, chính là bản long mộc nổi danh lừng lẫy, một loại tài liệu mộc hệ cực kỳ quý hiếm. Những tài liệu khác cũng cực kỳ kinh người, còn có vạn cổ huyền băng có thể dưỡng dục ra thủy tinh chi khí, thái dương thạch có thể dưỡng dục ra hỏa tinh khí, liên sơn bảo kim có thể dưỡng dục ra thổ tinh khí. Những tài liệu này đều là bảo vật cấp thiết mẫu. Không chỉ như thế, Diệp Húc thậm chí nhìn thấy không ít tài liệu cấp bậc kim tinh khí. Những tài liệu này tuy rằng không có tinh thuần như cái đầu của kim tinh đồng tử, nhưng cũng không phải là nhỏ. Tài liệu cấp bậc kim tinh khí này cực kỳ quý hiếm. Ở xa xa trên bản long mộc,
Diệp Húc chỉ cảm thấy có chút váng đầu hoa mắt. Nhiều bảo vật như vậy khiến cho hắn hoảng hốt nghĩ rằng mình đã cướp sạch kho báu của Đại Tần. Những bảo vật này tùy tiện xuất ra một kiện thôi cũng có thể làm cho người khác đánh nhau vỡ đầu, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Thái tử Đại Tần thật là có tiền, không phải là giàu có bình thường. Có những bảo vật này như kiểu đỉnh của ta, tất nhiên có thể nâng cao một bậc rồi. Diệp Húc cướp đoạt hết thảy những bảo vật này, đem tới bên trong ngọc lâu của mình, lập tức lại bóp nát tầng thứ 3 vu hồn giới. Vài món vu bảo rơi xuống, long thương của Thái tử Sơ rõ ràng cũng ở trong này. Long thương này chính là cực phẩm bên trong nguyên thần chi bảo. Bên trong hoàng lăng, Thái tử Sơ từng nghỉ vào long thương này mà một chiêu ngăn Diệp Húc lại. Bản thân long thương chất chứa nhiều nguyên thần lại bị Thái tử Sơ đem nguyên thần của mấy người Mộ Dung học đánh vào bên trong đấy, ước chừng có 9 đại nguyên thần. Mà những kiện nguyên thần chi bảo khác bên trong cũng có mấy nguyên thần, thêm vào một chỗ là có thêm 20 nguyên thần. Hơn nữa, những tài liệu rèn lên vu bảo này cũng không phải là phàm vật, mà là tài liệu cấp bậc kim tinh khí, uy lực cực kỳ dũng mãnh. Của cải này còn hơn cả 2 tầng vu hồn giới trước. Những nguyên thần này không những khiến cho nguyên thần của ta khôi phục lại ban đầu, đạt tới trạng thái thuần thịnh, thậm chí còn có thể giúp cho ta tu luyện tới dương thần kỳ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có đủ sát khí kìa. Diệp Húc lập tức bóp nát mấy tầng vu hồn bảo khác, không ngờ hắn lại nhíu mày. Hắn nguyên tưởng mấy tầng sau của vu hồn giới sẽ còn có của cải long trời lở đất khác, thế nhưng không ngờ được rằng 3 tầng sau của vu hồn giới, Thái tử Sơn lại không có bất luận đồ vật gì. Kỳ thực của cải lớn nhất vẫn chính là 12 đồng nhân mà Thái tử Sơn luyện chế, đây đều là tam tướng chỉ bảo cả. Diệp Húc nhìn 12 đồng nhân cao tới 100 trượng kia, chỉ thấy những đồng nhân này mặt ngoài đã bị uy năng của một ngón tay kia chấn cho gần như nát vụn. Dù vậy, uy lực của 12 đồng nhân cũng không phải là nhỏ, vượt xa xa bất luận kiện nguyên thần chi bảo nào. Hắn không khỏi cảm thán, đồng nghiệp bất đồng mệnh, cùng nghề thế nhưng không cùng mệnh này. Thái tử Sơ sinh ra trong gia đình đế vương, không cần phải mạo hiểm chung quanh liền có thể có được vô cùng của cải. So với Diệp Húc và những vu sĩ khác phải chạy chung quanh cướp đoạt bảo vật thì tốt hơn rất nhiều. Đột nhiên một mặt kim bài từ trong ngọc lâu của hắn nhảy ra, Thủy Hoàng Đế khống chế kim bài hướng tới thi thể Thái tử Sơ mà bay đi, biến mất bên trong mi tâm tử phủ của hắn. Thái tử Sơ đứng thẳng lên, thử đi lại vài bước rồi nhíu mày nói: "Hầy, thân thể quá yếu, so với thân thể của ta thì kém xa." "Tiền bối, ngài đây là..." Diệp Húc hồ nghi mà nói: "Ta không chờ được, tính toán giấu mình trong thể xác này, tự mình chạy tới đế đô Hàm Dương, nhìn xem tới tụt cùng là ai đã cướp đi đế quốc của ta kìa. Thân thể này là con trai của hắn, hắn khẳng định sẽ không hoài nghi ta. Bởi vậy, ta tất nhiên có thể thăm dò, do thám ra chân diện mạo của hắn ta kìa." Thủy Hoàng Đế nhập vào thân thể của Thái tử Sơ, rất nhanh thích ứng khối thân thể này, tâm niệm vi động, đưa nguyên thần và thân thể của Thái tử Sơ, trầm giọng nói: "Ta lấy tàn hồn của mình khống chế thân thể này cũng không được lâu đâu, nhiều nhất chỉ sống được 3 tháng thì hồn bay phách lạc. Tiểu tử, sở học cả đời ta đều truyền thụ cho ngươi cả, ngươi có thể nói là truyền nhân y bát của ta. Nếu như 3 tháng sau ta không thể trở về, tất nhiên là bị người ta phát hiện ra rồi. Hoàn toàn mà thân tử, mối thù lớn này của ta phải đặt ở trên người của ngươi. Ta muốn ngươi thề, kiếp này nếu không thể báo thù được cho ta, cả đời không thể trở thành vua hoàng." Diệp Phúc khá miệng thở dốc, lại không biết nói cái gì cho tốt, sau một lúc lâu mới thề mà nói: "Ta, Diệp Phúc này thề, nếu như không thể báo thù cho tiền bối, kiếp này vĩnh viễn không thể trở thành vua hoàng." Diệp Phúc trầm mặc một lát, trầm giọng mà nói: "Tiền bối, kỳ thực ngươi không cần phải tự mình đi như vậy đâu, đợi khi tu vi ta đạt đủ, lại đi cũng không muộn mà." "Triệu Chính ta một đời kiêu hùng, không kém gì người." Thủy Hoàng Đế cười ha ha, thả người bay lên, hướng tới Hàm Dương đế đô, tiếng cười xa xa truyền tới: "Người nó dám đoạt đế quốc của ta, chiếm đoạt thân thể ta, cướp đi đô thiên thập nhị đồng nhân của ta, nhục nhã bậc này ta làm sao có thể dễ dàng tha thứ được. Tiểu tử, ngươi yên tâm, trong vòng 3 tháng ta nhất định còn sống trở về gặp ngươi. Ta thậm chí còn sống tới khi nhìn thấy ngươi kế thừa ý chí của ta mà trở thành vua hoàng, trở thành bá chủ của thiên địa." Diệp Phúc nhìn theo hắn rời khỏi, trong lòng không khỏi nặng trịch. Nếu như Thủy Hoàng Đế có thể giống như lời hắn nói, như vậy tất tự có thể báo thù rửa hận, tất nhiên không bắt mình thề báo thù cho hắn. Thủy Hoàng Đế đi một chuyến này, tự biết khó có thể may mắn thoát khỏi, hắn là ôm quyết tâm muốn chết. Hơn nữa, lần hành động này của hắn cũng là vì nghĩ cho Diệp Húc. Đông Hoàng Mục, Hạ Đông Dương trốn thoát, nếu là Thái tử Sơ không trở về đế đô Hàm Dương, Đại Tần Hoàng Thất rất nhanh biết Thái tử Sơ đã chết, hơn nữa chết trong tay chính mình. Tới lúc đó triều đình tức giận,
môn phái hùng mạnh nhất đương thời sẽ bày ra một mặt dữ tợn, triệu tập tất cả môn phái thế gia ma đạo trong cảnh nội, dốc toàn bộ lực lượng tiêu diệt Hoàng Tuyển Ma Tông. Thậm chí ngay cả ma đạo Tam Cung lục phái 72 thế gia không chừng cũng sẽ xuất động, đem Hoàng Tuyển Ma Tông và Diệp Húc hết thảy mà mặt sát. Nhưng Thủy Hoàng Đế là khống chế thân thể Thái Tử Sơ trở về đế đô Hàm Dương. Thái Tử Sơ chết không bộc lộ ra ngoài, cho dù 3 tháng sau Thái Tử Sơ có đột nhiên chết đi thì cũng không tính lên trên đầu của Diệp Húc. Diệp lão đệ, đại tôn ta nút lão nô tài kia, thân thể gần như đã hoàn toàn khôi phục rồi. Già La Minh Tôn giáng ngựa quan tài đen bay tới, dừng bên người của Diệp Húc, thò cái đầu ra ngoài, cười ha hà nói: ngươi xem, da của lão tử đã mọc ra rồi kìa. Trên mặt của hắn che kín vậy, có vẻ dữ tợn hung ác, ghé vào trong quan tài, đắc ý giật rào nói: cắn nút thêm vài lão nô tài như vậy nữa, lão tử có thể khôi phục tới trạng thái toàn thịnh. Khi đó, thế gian này không có bao nhiêu người có thể là đối thủ của ta được. Tới lúc đó, lão tử muốn ăn người nào, liền ăn người đó, ai dám ngăn cản ta, ta liền ăn sạch. Diệp Húc lắc đầu cười khổ, không có nói tiếp, trong lòng hắn sinh ra cảm giác gấp gáp, muốn nâng cao tu vi của mình lên. Thủy Hoàng Đế nói đúng, mình là truyền nhân kế thừa y bát của hắn, kế thừa ý chí của hắn, tâm nguyện còn chưa xong. Tuy nhiên, lấy thực lực này của hắn, thật là khó có thể giúp được Thủy Hoàng Đế hoàn thành di nguyện. Diệp Phúc tế khởi Liên Hoa Bảo Sơn, mang theo quan tài đen tới Hoàng Tuyển Ma Tông, thầm nghĩ: không bằng dàn xếp mọi người của Ngũ Độc Giáo trên Quan Tinh Phong, để cho bọn họ chịu che chở của Thánh Tông ta. Sau đó ta sẽ cao chạy xa bay, tìm sát khí ở chung quanh kìa. Hắn còn chưa kịp trở lại Quan Tinh Phong, đã thấy Bách Khoa Cung và Thành Liễu Châu hết thảy đã được Hoàng Sán và Cung Ngọc Nương đặt tới trên núi Quan Tinh Phong. Diệp Phúc trong lòng kích động, bay thẳng tới Bách Khoa Sơn, thầm nghĩ: cũng không biết Kiều Kiều thế nào rồi. Trong Bách Khoa Cung, vì Lệ Di từng có một lần gặp mặt Diệp Phúc, tự mình tới nghênh đón, mời Diệp Phúc ngồi xuống. Nàng ta áy náy cười nói: Diệp Phong chủ, cung chủ nhà ta đang cùng Khổng Tước công chúa của Thiên Yêu Cung cùng nhau đi tìm sát khí, rèn luyện thuần dương, tới nay còn chưa có về kìa. Lúc này chỉ có lão thân bối phận cao nhất tạm thời phụ trách xử lý chuyện trong cung. Nếu như Diệp Phong chủ có chuyện gì, xin mời chỉ giáo. Nàng ta nhìn Diệp Húc trong lòng khiếp sợ dị thường. Lúc này Diệp Húc trước sau vẫn như một, giống như thiếu niên ngây ngô mặc áo lam 7-8 năm trước. Thời gian dường như dừng ở trên người của hắn ta vậy. Mà Lệ Di lại biết thiếu niên trước mặt này có bao nhiêu khủng bố, hung mạnh thế nào. Mỗi lần nàng nghe chuyện của Diệp Húc truyền tới đều hoài nghi thật sâu. Loại chuyện long trời lở đất này thiếu niên lúc trước có thể làm được hay sao? Hiện giờ Diệp Húc ở trước mặt của nàng trở nên sâu không thể lường được. Hơn nữa cũng không phải là tiểu mao đầu hồi trước, mà là phong chủ của Hoàng Tuyển Ma Tông, Thánh Địa Ma Đạo. Không nói đến thực lực, chỉ luận thân phận đã vượt qua cả cung chủ. Lệ Di, Kiều Kiều có ở đây không vậy? Diệp Húc trong lòng như lửa nóng, cũng không động thanh sắc, mỉm cười mà nói: thiếu cung chủ. Lệ Di ngẩn ngơ, thật cẩn thận mà nói: thiếu cung chủ 5 năm trước đã rời khỏi Bách Khoa Cung. Cung chủ từng sai người tới thông chi cho phong chủ, tức rằng phong chủ không ở đây. Sao? Kiều Kiều không ở Bách Khoa Cung ư? Diệp Húc nao nao, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Không khí trong Bách Khoa Cung nháy mắt đã ngưng trọng, không khí động lại nặng nề như thủy ngân vậy. Lệ Di chán không khỏi toát ra mồ hôi mịn, vội vàng cười nói: tốc độ tu luyện của thiếu cung chủ rất nhanh, ngắn ngủi 2 năm đã tu luyện tới tam đan cảnh, hấp thu gần như hết sạch linh mạch của Bách Khoa Cung ta. Cung chủ vì để cho nàng an tâm tu luyện, chạy tới chung quanh cướp đoạt linh mạch, gần như là bán sạch của cải của Bách Khoa Cung ta rồi. Đáng tiếc vẫn không thể theo kịp tốc độ tu luyện của nàng. Sau đó cung chủ mang theo nàng tới hải ngoại tiên khác, gặp một vị hiên chủ họ Tiêu của Tử Uyển Hiên. Sau khi đánh giá thiếu chủ, nói với gia chủ cung chủ của chúng ta, thân thể ngũ hành không phải là Bách Khoa Cung ta có thể nuôi dưỡng được tốt kìa. Nếu như thiếu cung chủ ở lại Bách Khoa Cung thì chỉ lãng phí thể chất của nàng, thậm chí sẽ biến thành tài trí bình thường mất thôi. Còn nói nàng là đệ tử của Hàn Nguyệt Cung, có thể dẫn tiến đệ tử vào Hàn Nguyệt Cung, khiến cho thiếu cung chủ trở thành đệ tử của Hàn Nguyệt Cung kìa. Cung chủ nhà ta không biết phải làm như thế nào, thì không quá lâu sau liền có cung chủ Hàn Nguyệt Cung tự mình giáng lâm Bách Khoa Cung, thu thiếu cung chủ làm đệ tử, mang theo nàng đi Hàn Nguyệt Cung rồi. Cung chủ nhà ta đã từng phái người tới thông chi cho Diệp Phong chủ, thật đáng tiếc khi đó Diệp Phong chủ lại không ở đây. Kiều Kiều đi Hàn Nguyệt Cung trong ma đạo Tam Cung hay sao? Diệp Húc trầm ngâm một chút, sắc mặt dịu xuống, thầm nghĩ: ngay cả ta khi tu luyện còn thường xuyên cảm thấy linh khí không đủ, coi như thân thể tư chất thủy đức cộng công, làm sao một môn phái nhỏ như Bách Khoa Cung có thể dưỡng được đây?
có thể trở thành đệ tử của Hàn Nguyệt Cung bên trong Tam Cung Ma Đạo. Thật sự là một kỳ ngộ rất tốt với Kiều Kiều. Hắn lại hỏi vị trí của Hàn Nguyệt Cung, Lệ Di làm sao biết được chuyện này. Hắn đành phải thở dài rời khỏi, ra khỏi Bách Khoa Cung, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trời đã tối, bên ngoài một vầng trăng treo cao, gió lạnh lạnh. Kiều Kiều đi Hàn Nguyệt Cung, không biết khi nào mới có thể gặp lại được đây. Diệp Phúc nhìn vầng trăng sáng thầm nghĩ, hắn thở dài. Hắn thả mọi người trong ngũ độc giáo ra khỏi Ngọc Lâu, lập tức lấy một tòa linh sơn từ trong Ngọc Lâu ra, dàn xếp đám người Chu Thế Văn và Phương Thần. Tòa linh sơn này chính là cất chứa bên trong Ngọc Lâu của Thái Tử Sơ. Bên trong núi phong ấn trên dưới 100 linh mạch bậc 4, bậc 5, đủ để chống đỡ cho các đệ tử ngũ độc giáo tu hành, linh khí cực kỳ phong phú. Chủ huynh, Phương huynh, các người cứ tu luyện đi, tới 4 năm sau, đó là khi Hoàng Tuyển Thánh Tông ta khai môn thu hạ đệ tử. Nếu như các người có thể thông quan, ta thu các người làm đệ tử. Diệp Húc cười tủm tỉm nói. Chu Thế Văn và Phương Thần hai người ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng hết sức cấm mức. Diệp Húc cười ha ha, nhẹ nhàng bay đi, thanh âm chuyển tới. Hai vị thế huynh, lúc trước cùng khởi bước, hiện giờ tiểu đệ đã đi trước các người một bước rồi. Sau khi ta trở về, ta sẽ là đại vua tam thần cánh, làm sư tôn các ngươi dư giả kìa. Còn bà nó chứ, thiếu bảo khốn kiếp này vẫn kiêu ngạo như trước. Mà không, không phải là kiêu ngạo, mà là kiêu ngạo hơn trước nữa kìa. Chu Thế Văn gãi gãi đầu, bất đắc dĩ mà nói. Phương Thần thản nhiên lên tiếng. Lấy thực lực hiện nay của hắn, làm sư tôn chúng ta đích xác là dư giả, cũng không phải là mạnh miệng đâu. Nếu chúng ta không thể gia nhập Hoàng Tuyển Ma Tông thì chênh lệch sẽ càng ngày càng lớn với hắn. Cho nên 4 năm sau chúng ta nhất định phải vào Hoàng Tuyển Ma Tông, trở thành đệ tử của Ma Tông. Chu Thế Văn thầm nói. Cho dù gia nhập Ma Tông, chúng ta cũng thấp hơn hắn một bối phận. Cho dù không bái hắn làm sư phụ thì cũng phải gọi hắn là sư thúc sao? Hai người liếc nhau, nhất tề căm giận, mắng một câu. Còn bà nó chứ, cái tên này càng ngày càng biến thái mà. Diệp Phúc trở lại Quan Tinh Phong, triệu tập Hoàng Sán và Cung Ngọc Nương, chỉ bảo cho họ chiếu cố nhiều hơn tới ngũ độc giáo Bách Khoa Cung. Hắn lại lấy long khí trong ngọc lâu của mình ra, phân một nửa cho Giao đạo nhân, còn lại thì lưu cho Can Giải Giao và Kim Giác Ngân Giác. Lúc này trời đã sáng, Diệp Phúc gõ cửa quan tài, hắn cười nói. Minh Tôn, đi ra hít thở không khí, ta có vấn đề muốn thỉnh giáo đây, phải đi nơi nào mới tìm được sát khí vậy? Linh cứu được mở ra, Già La Minh Tôn từ trong quan tài nhảy ra, ngồi phía trên bên nắp, cười ha hà nói. Lão đệ, lấy tư chất của ngươi còn phải đi chung quanh tìm kiếm sát khí hay sao? Đương nhiên là môn phái sẽ cung cấp cho ngươi đột phá mà không phải trì hoãn cái gì, thành tựu thần dưỡng no đủ, nguyên thần dưỡng dục phá thai mà ra, thành tựu đại vu kìa. Đệ tử tư chất vô cùng xuất sắc được loại đãi ngộ này mới đúng chứ. Diệp Phúc thở dài, lắc lắc đầu cười khổ nói. Minh Tôn, ta cần không phải là số lượng ít sát khí, chỉ sợ Thánh Tông không nuôi nổi ta đâu. Phía sau của hắn đột nhiên hiện ra 12 miếng nguyên thai thật lớn, giống như 12 vòng mặt trời chói chang vậy, phạm vi tới ngàn mẫu. Nó chiếu cho, làm cho Quan Tinh Phong dù đêm cũng sáng như ban ngày. Bên trong mỗi một vòng mặt trời chói chang đều có một gốc cây ngọc thụ tản mắt ra một chút mộc tinh khí mãnh liệt. Già La Minh Tôn ngọc thụ nguyên thai phía sau lưng của hắn thì không khỏi ngẩn ngơ, vò đầu mà nói. Lấy cường độ nguyên thần nguyên thai của ngươi, Hoàng Tuyển Ma Tông hình như đúng là không nuôi nổi ngươi rồi. Còn bà đó chứ, người thấp nhất phải cần 36 sát khí mới có thể làm cho nguyên thần nguyên thai trở thành thuần dương no đủ được. Sao 36 sao? Cũng tức là mỗi loại sát khí cần 3 đạo, cũng không tính là nhiều. Diệp Phúc nghe nói như vậy chỉ cảm thấy thoải mái, hắn cười nói. Hắn vốn tưởng rằng sát khí của mình cần một số lượng khủng bố, nghe thấy Già La Minh Tôn nói như vậy thì không khỏi thở ra. Già La Minh Tôn trợn trắng mắt, bất đắc dĩ mà nói. Là mỗi loại sát khí cần phải có 36 đạo kìa. Người có 12 nguyên thai cần 12 đạo sát khí mới có thể tẩy thành thuần dương. Nguyên thần của ngươi lại dũng mãnh hơn nguyên thai rất nhiều, bởi vậy nguyên thần cũng cần phải có 24 đạo sát khí. Cộng vào thì mỗi một loại sát khí ngươi cần phải có tới 36 đạo. Người khác thành tựu thuần dương no đủ chỉ cần 1-2 đạo, nhiều nhất là 12 đạo, mà ngươi lại cần tới 36 đạo. Ta xem ngươi có vét sạch cả Hoàng Tuyển Ma Tông, chỉ sợ bọn họ cũng không có nhiều sát khí như vậy mà cho ngươi đâu. Diệp Phúc mừng hụt, nghẹn họng, nhìn chân chối. Già La Minh Tôn lại tiếp tục nói. Những sát khí này khó nhất là âm dương, thiên địa, 4 loại sát khí này. 5 loại sát khí thủy hóa, phong lôi sơn lại chẳng có gì quý báu cả. Trong đó âm sát chính là đặc sản của hàng cổ ma vực, chi bằng xâm nhập vào ma vực mới có thể tìm được loại sát khí này. Mà dương sát lại ở trên 9 tầng trời, trên bầu trời cương khí mãnh liệt,
mới có khả năng tìm được. Còn về phần thiên sát địa sát thì phải tùy duyên rồi. Thiên sát địa sát thật sự khó tìm như vậy hay sao? Hẳn là không thể nào chứ. Diệp Phúc cười nói, ta biết có một nơi có một địa sát khí kìa. Già La Minh Tôn không tin, cười lạnh mà nói, đại tôn ta lúc trước vì tìm đủ 9 loại sát khí, chỉ có địa sát là không tìm được, làm hại lão tử tìm kiếm mất hơn 50 năm mới tìm được kìa. Diệp Phúc cười cười rồi nói, đại tôn, ngươi biết 5 loại sát khí thủy phong sơn hỏa lôi tìm kiếm như thế nào không vậy? Già La Minh Tôn lắc lắc đầu nói, ta chỉ biết vương vị của 5 loại sát khí này ở hàng cổ ma vực, thế giới này thì ta chịu. Xem ra đành phải hỏi tông chủ, năm đó hắn du lịch khắp nơi, kiến thức rộng rãi, khẳng định là biết tìm được sát khí ở đâu kìa. Diệp Phúc nghĩ tới đây, dựng thẳng thân hướng tới tổng đàn Hoàng Tuyển Ma Tông mà bay đi, cũng không quay đầu lại. Hắn nói, Minh Tôn, ngươi ở lại trên núi chờ ta, ta đi một hồi. Vù. Già La Minh Tôn giá ngựa quan tài đen đi theo phía sau của hắn, lại nhảy nói, lão đệ, đại tôn ta từ lâu đã nghe thấy thanh danh của ứng tông chủ các ngươi rồi, chính là hào kiệt đương thời, từng đại sát tứ phương, xử lý không biết bao nhiêu người. Loại nhân vật cấp bá chủ này ta tự nhiên là phải gặp một lần rồi. Hắn sau khi ra khỏi bàn Hoàng Lăng, từ trong miệng Vinh Lâm biết được chuyện của ứng tông đạo bị người đuổi giết trăm năm, rốt cuộc trở thành bá chủ vô địch một phương, không khỏi rất hiếu kỳ với ứng tông đạo này. Diệp Phúc bất đắc dĩ mà nói, Minh Tôn, người nếu gặp phải ứng sư huynh, hơn phân nữa sẽ không được vui đâu. Hào kiệt như hắn, lòng lang dạ sói, chí mưu trồng chất kìa, lão tử chỉ biết kính nể hắn, làm sao lại không vui cho được. Già La Minh Tôn cười ha hả, hào khí ngất trời. Có thể gặp mặt bá chủ như vậy, nhìn thấy được đó là sự tình mơ ước của đại tôn ta rồi kìa. Diệp Phúc đi vào bên trong luân hồi thiên bàn, bay về phía tổng đàn. Chỉ nghe thấy thanh âm từ trong một thư phòng trong đại điện truyền tới, giọng điệu nhẹ nhàng cười nói, Diệp sư đệ, mời vào. Thanh âm này hình như rất quen tai thì phải. Già La Minh Tôn sắc mặt kinh nghi bất định, Diệp Phúc không còn cách nào khác, đành phải mang hắn vào trong thư phòng. Trong thư phòng, ứng tông đạo một thân áo trắng, rất nhẹ nhàng, thanh lịch, ngẩng đầu như là hai người, ánh mắt dừng trên người Già La Minh Tôn, như cười như không mà nói, Minh Tôn, đã lâu không gặp rồi. Già La Minh Tôn nghẹn họng nhìn chân chối, sau một lúc lâu không nói thành lời. Hắn muốn báo nổi, thế nhưng nhìn khí thế hiện giờ của ứng tông đạo, không ngờ hắn không thể nhìn thấu, liền vội vàng kiềm chế xuống. Sau một lúc lâu trầm mặc, mới lúng ta lúng túng mà nói, Hóa ra người chính là ứng tông chủ. Người lừa ta quá đáng mà. Hắn ánh mắt đảo tới đảo lui, không khỏi sáng người. Phát hiện ra trong thư phòng không ngờ có hai kiện vu bảo của hắn, Thiên Khuyết, Chiến Kích và Minh Tôn Tế Đàn. Già La Minh Tôn hô hấp không khỏi dồn dập, lúng ta lúng túng mà nói, ứng tông chủ, vu bảo của ta sử dụng tốt chứ? Minh Tôn, ba kiện vu bảo này đều là của ta. Ứng tông đạo cười tủm tỉm mà nói, còn ma vương tôn bảo ta tới nay vẫn thường xuyên mặc ở trên người, đích xác rất tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Già La Minh Tôn liên tục trà tay, lại ngượng ngùng nhìn vu bảo của mình, gấp tới độ nháy mắt liên tục với Diệp Húc. Diệp Húc làm như không có nhìn thấy. Theo lời của Già La Minh Tôn thì ứng tông đạo lừa đi ba kiện vu bảo của hắn, nhưng căn bản không phải là lừa, mà là đường chính chính giao dịch. Muốn trách chỉ trách Già La Minh Tôn không có ngộ ra mà thôi. Đây là bảo vật mà ứng tông đạo nên có được, hắn đương nhiên ngại không thể nói thay Già La Minh Tôn. Sư huynh, ngài kiến thức rộng rãi, có biết địa phương nào có nhiều sát khí không vậy? Diệp Phúc cười nói, tiểu đệ hiện giờ bắt đầu vào rèn luyện nguyên thần nguyên thai, chuẩn bị chạy chung quanh tìm kiếm sát khí. Ứng tông đạo mời hai người ngồi xuống, mỉm cười mà nói, sư đệ cần bao nhiêu sát khí cứ nói đừng ngại, bên trong kho báu của thánh tông ta còn dự trữ một ít kìa, cũng có thể cung cấp cho ngươi được. Tiểu đệ không cần nhiều lắm đâu, chỉ là 36 đạo. Diệp Phúc thành thật nói. Ứng tông đạo nhẹ nhàng thở ra, lập tức tỉnh ngộ lại, sắc mặt khẽ biến nói, là mỗi loại 36 đạo, tổng cộng là 324 đạo sao? Diệp Phúc gật đầu, cười tủm tỉm nói, sư huynh, ngài nếu có thể cung cấp cho tiểu đệ nhiều sát khí như vậy, tiểu đệ máu chảy đầu rơi kìa. Máu chảy đầu rơi sao? Nói quá lời rồi. Ứng tông đạo cười ha hả một cái, hắn nói, sư đệ ngươi vừa nói chuẩn bị chạy chung quanh tìm kiếm sát khí sao? Thật sự tốt mà. Người trẻ tuổi,
nên đi chung quanh du lịch một phen. Kho báu của sư môn với huynh mặc dù cho ngươi, nhưng lấy tâm khí cao ngạo của ngươi chắc cũng không có đáp ứng đâu. Sư huynh, ta tuyệt không có tâm cao khí ngạo, ta đáp ứng mà. Diệp Phúc vội vàng cười nói. Ứng Tông Đạo mắt đứt tai ngơ tự nói. Ta nằm đó bị người đuổi giết sau khi du lịch xung quanh, đích xác gặp qua không ít hiểm địa, cũng không ít vị trí có sát khí. Người chờ ta một lát. Hắn lấy ra một khối ngọc phù, rồi tâm niệm hơi động, đánh dấu hết vị trí các nơi có sát khí vào bên trong ngọc phù, không một chút phân trần, liền nhét vào trong tay của Diệp Húc. Sư huynh, ta thật sự không tâm cao khí ngạo, ngài cấp cho ta đi, ta thật sự rất cần mà. Diệp Húc vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn cười nói. Sư đệ, thứ cho không tiến xa được. Ứng Tông Đạo đứng dậy, hắn cười nói. Minh Tôn, người xách hắn ra ngoài, ta trả lại cho ngươi một kiện bảo vật. Minh Tôn tế đàn và thiên quyết chiến kích, tùy ngươi lựa chọn vậy. Già La Minh Tôn vừa mừng vừa sợ, bước nhanh lên trước, lấy thiên quyết chiến kích, lập tức kẹp Diệp Phúc vào nách, bước ra khỏi thư phòng. Hắn cười ha hà nói. Diệp lão đệ, ngươi đừng có náo loạn. Nói thật ra, nếu như lấy hết sát khí trong kho báu của Hoàng Tuyển Ma Tông ra cho ngươi, thì hết sạch cuộc cải rồi còn gì. Những đệ tử khác sẽ không thể tẩy rửa nguyên thần nguyên thai được nữa. Hơn nữa Ứng Tông chủ cũng không có đủ sát khí mà ứng ra. Phản bội mà. Diệp Phúc trợn mắt nói với hắn. Già La Minh Tôn cong cong cái đầu, cười ha hả. Rời khỏi tông đàn thánh đường, hắn buông ra rồi nói. Ứng Tông chủ của thánh tông các ngươi quả thực là một ma hoàng thứ hai, trong vòng trăm năm rất có khả năng trở thành vô hoàng. Năm đó khi hắn gặp ta, tu vi còn xa mới kịp được ta, mà hiện giờ chỉ có ngắn ngủi có 200 năm, không ngờ đã tu luyện tới trình độ như vậy rồi. Quả thực là đáng kính, đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là hắn không phải ngũ hành thân thể, chỉ có được ngọc lâu 8 tầng, không ngờ tu luyện tới cảnh giới như bây giờ, còn có thể vấn đỉnh vô hoàng. Cái phần tư chất này, phần nghị lực này thực sự là rất đáng sợ. Diệp Phúc trong lòng cũng có chút tò mò, hắn cười nói. Ta chưa thấy Ứng sư huynh tu luyện bao giờ cả, luôn luôn thản nhiên đọc sách đi giáo chung quanh, đây là vì sao vậy? Tới tu vi cảnh giới như hắn rồi, dựa vào cực khổ khổ tu luyện gần như là vô dụng. Phải có thể ngộ của mình, ngộ tới thì là vô hoàng, ngộ không tới thì cả đời chỉ là nhân hoàng kỳ. Già La Minh Tôn lắc lắc đầu nói. Diêm La thần điện điện chủ của ta cũng bị kẹt ở cảnh giới nhân hoàng, mấy trăm năm thủy chung không có thể ngộ đạo, không thể siêu thoát được. Không có đại nghị lực, đại trí tuệ, trở thành hoàng nói dễ hơn làm. Nhân hoàng, vu hoàng nhìn như chỉ kém một cảnh giới, thế nhưng chênh lệch thực sự là quá lớn, không thể so sánh được. Cảnh giới tam hoàng quả thực là rất xa xôi, vẫn là không nên suy xét. Lúc này ta cần thiết nhất là tìm kiếm sát khí, tẩy lễ cho nguyên thai nguyên thần. Diệp Phúc lấy ra ngọc phù mà Ứng Tông Đạo đã giao cho mình, một lũ ý niệm đo vào bên trong ngọc phù thăm dò. Chỉ thấy bên trong ngọc phù không ngờ là một bộ địa đồ thế giới lập thể, bao gồm vị trí của phiến đại lục này, không trung, hải dương, nam cực, bắc cực, cùng với chư quốc hải ngoại có rất nhiều biết cảnh tên kỳ lạ. Phiến đại lục này của bọn họ chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ địa lý, có thể thấy được thế giới bên ngoài là rộng lớn như thế nào. Bắc hải băng nguyên cách nơi này gần nhất, phong sát nhiều nhất, còn có thủy sát nữa, thậm chí còn có thiên phong hạp cốc, nơi có nhiều phong sát. Ta liền chạy tới Bắc hải băng nguyên, thuận tiện đi qua Thanh Châu thu lại cái địa sát kia vậy. Diệp Phúc thu hồi lại ngọc phù, lúc này tế khởi cột buồm, mang theo linh cứu thanh đăng, dương buồm mà đi xa. Quan tài này hiện giờ có thể nói là phù bảo mệnh của hắn. Hiện giờ thanh danh của hắn ở bên ngoài quá nổi tiếng, không biết bao nhiêu người biết kho báu của Tây Hoàng đang ở trong tay của hắn, đối với hắn như hổ rình mồi. Nếu không phải suy xét Diệp Phúc là phong chủ của Hoàng Tuyển Ma Tông thì sớm đã có người xông tới Ma Tông cướp đoạt rồi. Có Giả La Minh Tôn ở đây, cho dù là cao thủ tam bất triệt cánh cũng không thể nề hạt được ta. Diệp Phúc đi không quá lâu đã tới được Vân Môn Sơn Thanh Châu, địa sát mà bọn họ phát hiện ra trước kia ở chân núi Vân Môn Sơn. Diệp Phúc ở Vân Môn Sơn làm đà chủ ngũ độc giáo. Địa sát này thường thường chấn động, phát ra lôi âm, sau đó bị giao đạo nhân phát hiện, thành lập động phủ canh giữ sát khí. Khi rời khỏi nơi này, Tống Cao Đức sợ người khác phát hiện ra dưới nền đất có địa sát khí, đặt một tòa núi lớn lên bên trên, tạm khác lại đây sau này để tới lấy. Diệp Phúc bay tới Vân Môn Sơn, bàn tay chụp xuống một chảo, chỉ thấy vô số yêu thú từ trong đầu ngón tay của hắn bay nhanh ra, đủ loại chim bay cá nhảy chen chúc chui vào trong lòng đất Vân Môn Sơn.
mặt đất chấn động ầm ầm, đám núi vỡ ra hai bên, trong nền đất ngầm vang lên một tiếng sấm động, vô số địa sắt khí thô to màu vàng đất từ trong nền đất bắn ra. Địa sắt khí này giống như một con thổ long dài trăm dặm, ẩn chứa lực lượng khủng bố, trầm trọng vô cùng, lực lớn vô cùng, uy năng gần như có thể dẹp ngang một đại vua tu luyện tới tam thần cảnh nguyên thần kỳ. Sau vài lần bị vạn pháp yêu thủ của Diệp Phúc trói buộc, muốn chạy trốn mà đi. Còn bà nó chứ, nơi này thực sự là có một địa sắt khí khổng lồ này. Già Nam Anh Tôn trong mắt gần như lòi cả ra, cả giận nói. Nhớ ngày đó, lão tử tìm kiếm địa sắt khí, ước chừng mất 50 năm, cay đắng trăm điều, gần như muốn đột phá tới tam thần cảnh luôn mới tìm được kìa. Mà cái tên tiểu tử này lại dự bị một đạo từ sớm rồi, còn mẹ nó, có thiên lý hay không đây? Đây là đồng nghiệp bất đồng mánh. Diệp Phúc cố gắng khống chế địa sắt khí này, từ từ kéo nó vào trong ngọc lâu của mình, chứa đựng bên trong không gian ngọc lâu tầng thứ tư. Già La Minh Tôn một bực không ngừng chỉ vào Diệp Phúc mà nói: địa sắt khí bây giờ ngươi còn không thể hấp thu, tuy rằng thân thể ngươi cũng đủ mạnh mẽ có thể ngăn cản địa sắt khí thâm nhập, nhưng ngươi cần rèn luyện không chỉ là thân thể, còn có nguyên thần nguyên thai. Khi rèn luyện nguyên thần nguyên thai, cần nguyên thần nguyên thai hoàn toàn bạo lộ bên trong sắt khí. Nếu như nguyên thần nguyên thai không đủ mạnh sẽ bị sắt khí phân giải. Theo ta mà nói, ngươi cần đi từng bước một, trước dùng ngũ sát rèn luyện, sau đó dùng âm dương nhị sát đem nguyên thần nguyên thai tăng lên mạnh mẽ, sau đó mới có thể dùng đến thiên địa nhị sát rèn luyện tiếp kìa. Như vậy mới có thể nắm chắc 10 phần thành công. Diệp Phúc đột nhiên nghĩ tới Hiên Viên Quang và Khổng Chiêu Yêu Vương. Hai người này là dương thần cửu phẩm, luôn luôn tích lũy tu vi, chậm chạp không đột phá tới tam thần cảnh hóa thần kỳ. Hẳn là hai người đều không có dùng thiên địa nhị sát rèn luyện nguyên thần nguyên thai. Phải gắt gao áp chế thực lực của mình, không cho mình đột phá, chỉ sợ là bởi vì thiên sát địa sát uy lực quá mạnh mẽ, cho nên hai người đau khổ tích lũy tu vi, có thể đủ nắm chắc sử dụng thiên sát địa sát rèn luyện nguyên thần nguyên thai. Có thể thấy được hai loại sát khí này tính nguy hiểm là không bình thường chút nào. Minh Tôn, có người tới, người trốn đi. Diệp Phúc đột nhiên phát hiện ra ở xa xa có hơn 10 bóng người đang cấp tốc bay tới đây, không khỏi trong lòng khẽ động mà nói. Già La Minh Tôn vội vàng đóng lại quan tài, đem mình tiến vào bên trong quan tài. Sư Tôn, tiểu tử kia không ngờ tới trước một bước thu đi địa sắt khí của ta rồi. Một phu sĩ trẻ tuổi nổi giận đùng đùng mà nói. Lại có một đại vua tam thần cảnh nhíu mày nói. Sư huynh, chúng ta một đường thăm dò địa khí, phát hiện ra chung quanh nơi này phần nửa có một địa sắt khí, không nghĩ tới hắn đã nhanh chân tới trước rồi. Địa sắt khí vô cùng quý trọng, dùng loại sắt khí này rèn luyện nguyên thần nguyên thai, tương lai có cơ hội rất lớn đột phá tới tam tướng cảnh. Địa sắt khí này chúng ta bất kể như thế nào cũng phải lấy tới tay kìa. Không sai, tuy rằng chúng ta không lấy được địa sắt khí, nhưng bổn môn kiệt xuất thiên tài Ngũ Trường Ân đã tu luyện tới tam dương cảnh dương thần kỳ, chỉ kém thiên sắt địa sắt rèn luyện nguyên thai. Địa sắt khí bất kể như thế nào cũng không thể rơi vào tay người khác được. Mười mấy tên vu sĩ đại vu bay thẳng tới trước người của Diệp Phúc. Chỉ thấy một vu sĩ tiến lên nhanh tới, thanh âm lạnh lùng mà nói. Tiểu tử, địa sắt khí này của luyện khí tông chúng ta, nhanh giao ra đây. Thường cánh, không được vô lễ. Một trưởng lão đôn hậu ngăn hắn lại, hướng Diệp Phúc cười tùm tìm mà nói. Vị tiểu ca này, luyện khí tông chúng ta đã sớm phát hiện ra địa sắt khí ở nơi này. Sát khí này theo lý là thuộc về luyện khí tông chúng ta, xin tiểu ca trả lại cho luyện khí tông ta, luyện khí tông sẽ có hậu báo. Sao, luyện khí tông ư? Diệp Phúc đánh giá trên dưới những người này, chỉ thấy thân thể bọn họ cực kỳ mạnh mẽ, làn da mơ hồ lộ ra màu sắc kim thiết, rõ ràng tu luyện một đạo pháp môn cực kỳ bá đạo, giống như chư thiên thập đạo, cắn nuốt cực kỳ nhiều bảo vật, đem chính mình trở thành vu bảo mà tế luyện, rất là dũng mãnh, so với chư thiên thập đạo còn cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Chiều không thiều khai sáng ra chư thiên thập đạo, rất có khả năng là tham khảo tâm pháp của luyện khí tông. Hắn từng ở bên ngoài hàng cổ ma vực gặp qua một vị đệ tử luyện khí tông tên là Tạ Nghiêu Thần, người này coi thân thể mình trở thành vu bảo mà tế luyện vô số lần, hấp thu kim khí, thực lực cực kỳ dũng mãnh, vượt xa người cùng thế hệ. Tiểu ca này, lão phu chính là nhân vật cấp trưởng lão của luyện khí tông tên là Phạm Chí Sơn. Người tới bên ngoài hỏi thăm, ai chẳng biết lão phu chứ? Tiểu ca, Phạm Chí Sơn ta không lấy không địa sắt của ngươi đâu, cũng không nghỉ thế hiếp người, cướp đoạt của ngươi, mà là muốn trao đổi với ngươi.
Trưởng lão đôn hậu kia lấy ra một kiện thuần dương vu bảo, ném xuống, cười tủm tỉm nói: "Một kiện thuần dương chi bảo có đủ hay không?" Sắc mặt của hắn có vẻ cực kỳ tức nuối, một bộ bị Diệp Húc chiếm tiện nghi, cười ha hả mà nói: "Thuần dương vu bảo là thứ tốt, so với vu bảo cấp chấn giáo còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả nhiều đại vu tam thần cảnh còn sử dụng loại vu bảo này. Kiện bảo vật này của lão phu đủ cho ngươi sử dụng tới tam thần cảnh, thế nào, có động tâm hay không?" Đệ tử luyện khí tông phía sau Phạm Chí Sơn buồn cười: "Thuần dương vu bảo đối với người khác mà nói quả thực là thứ tốt, nhưng đối với luyện khí tông bọn họ mà nói lại không tính là bảo vật gì cả. Luyện khí tông lấy luyện khí mà nổi tiếng, trong môn phái bảo vật nhiều không đếm xuể." Phạm sư bá rõ ràng là bắt nạt thiếu niên trẻ người non dạ, tính toán dùng một kiện thuần dương chi bảo mà lừa địa sắt khí. Giá trị của địa sắt khí đừng nói là một kiện thuần dương chi bảo, cho dù là mấy trăm kiện nguyên thần chi bảo cũng đừng mơ mà đổi lấy một được. Có người trong lòng cười thầm: "Phạm trưởng lão hay nói giỡn, nếu ngươi có địa sắt khí, ta có thể dùng nguyên thần chi bảo để mà đổi kìa." Diệp Húc mỉm cười nói: "Ngươi có bao nhiêu, ta muốn bấy nhiêu." Phạm Chí Sơn ngẩn ra, hừ lại một tiếng, sắc mặt lập tức thay đổi, điểm như nói: "Người trẻ tuổi, đừng thấy lão phu cho ngươi thể diện là không biết xấu hổ. Lão phu muốn cướp của ngươi đã sớm động thủ rồi. Tuy nhiên, lão phu niệm ngươi tuổi nhỏ cho nên mới thương lượng với ngươi kìa." Một vu sĩ cười lạnh nói: "Phạm sư bá, làm gì phải nói lời vô nghĩa với hắn ta như vậy, trực tiếp thiệt hắn, đột lại cái địa sắt khí kia là được." Lại có một lão già luyện khí tông cười lạnh nói: "Không sai, Phạm sư huynh quá cẩn thận rồi. Tiểu tử này vừa mới tiến nhập vào tam dương cảnh, cho dù là giết hắn thì cũng làm sao. Địa sắt khí cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể để mất được." Diệp Húc sắc mặt khẽ biến, ôn nhu nói: "Chư vị, nói đi nói lại, ta cùng với Tạ Ngưu Thần luyện khí tông các ngươi có duyên gặp mặt một lần. Ngươi hiện tại mới nhớ tới lôi kéo làm quen chúng ta ư? Chậm rồi." Phạm Chí Sơn bộ dạng đôn hậu lúc trước đã biến thành hư không, nhe răng cười độc ác nói: "Tạ Ngưu Thần tuy là một tứ đại đệ tử, ngươi có giao tình với hắn thì dùng cái rắm gì. Nếu như tiểu tử ngươi rượu mời không uống, thích uống rượu phạt, vậy lão phu phải làm thịt ngươi, sau đó thong dong thu lại địa sắt khí kia rồi." Vù, tóc của hắn vung lên, chỉ thấy mái tóc đen đón gió tung bay dài tới 100 mét, hướng Diệp Húc mà đâm tới. Luyện khí tông vu pháp tâm pháp khá là nổi bật, tuy rằng bọn họ cũng luyện bảo, nhưng càng nhiều là tới luyện tự bản thân mình. Thân thể đệ tử luyện khí tông tuy rằng không dũng mãnh như Tiểu Quang Minh Thánh Địa hay là Vạn Kiếp Môn, nhưng thủ đoạn công kích lại thắng ở đệ tử hai môn phái này một bậc. Phạm Chí Sơn, những sợi tóc này sắc bén như kiếm, đâm vào không khí phát ra những tiếng xẹt xẹt rung động, trong chớp mắt đã đâm tới người của Diệp Húc. "Tiểu tử thối, còn không chết sao?" Diệp Húc tùy ý để cho những sợi tóc này đâm lên trên người của mình, thân thể bất động như núi, chỉ nghe thấy những tiếng nổ ầm ầm truyền tới. Những sợi tóc này đột nhiên vỡ vụn thành từng mảnh, bùng nổ dọc theo sợi tóc của Phạm Chí Sơn. Trong chớp mắt, một đầu tóc đen của Phạm Chí Sơn bị nổ tan nát, không còn một sợi. Hắn không thể đâm chết được Diệp Húc, ngược lại còn bị thân thể Diệp Húc chấn ngược lại, làm cho mái tóc tan nát, cái đầu bóng loáng hơn cả hòa thượng. "Đừng bức ta phải giết ngươi." Diệp Húc lúc lắc đầu, hạ giọng mà nói: "Ăn một trường của ta." Phạm Chí Sơn dần tím mặt, xa xa đánh một trường chụp tới Diệp Húc, chỉ thấy cánh tay của hắn đột nhiên kéo dài tới mấy trăm mét, một trường hung hăng chụp lên trên ngực của Diệp Húc. Nhưng chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn truyền tới, thanh âm vang vọng khắp nơi. Phạm Chí Sơn cánh tay gãy răng rắc, cái trán lạnh thấm mồ hôi, cuộn cuộn chút xuống, nhìn về phía Diệp Húc, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, run giọng mà nói: "Bằng hữu, ngươi rốt cuộc là ai?" Những người khác cũng nhất thời biến sắc. Phạm Chí Sơn là người có tu vi cao nhất bên trong đám người bọn họ, đại vu tam thần cảnh nguyên thần bát phẩm, lực công kích của hắn mạnh mẽ và hung hãn ra sao, không nghĩ tới liên tục công kích hai lần nhưng không thể không thương tổn tới thiếu niên này được. Phạm Chí Sơn ngược lại bị chấn tới gãy xương, một mái tóc đen thiên truy bích luyện cũng bị chấn nát. Trong lòng bọn họ không khỏi mơ hồ dâng lên một loại cảm giác đá vào đá tảng. "Tại hạ là phong chủ Quan Tinh Phong của Hoàng Tuyển Ma Tông, Diệp Thiếu Bảo." Diệp Húc cười tủm tỉm mà nói: "Gặp qua chư vị đồng đạo luyện khí tông." "Hóa ra người chính là Diệp Thiếu Bảo,
nghe nói kho báu Nam Thiên Môn của Tây Hoàng đang ở trong tay của ngươi. Ánh mắt của mọi người lập tức sáng lên, lướt nhau lập tức quên sợ hãi ở trong lòng. Kho báu Tây Hoàng có lực hấp dẫn khá lớn, cho dù biết rõ hung danh của Diệp Húc, uy danh hiển hách, nhưng con người chết vì tiền tài, chim chết vì thức ăn, đây là chân lý một đời không thay đổi được. Đột nhiên không biết ai hét lớn một tiếng mà động thủ, hơn 10 người nhất tề ra tay. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời nơi nơi đều là vô pháp, vô bảo, thanh thế rất lớn. Còn có rất nhiều người xuất ra bàn tay, kéo dài vài dặm, nhất tề hướng tới Diệp Húc công kích. Phạm Chí Sơn gương mặt dữ tợn, vội vàng quát lên, không nên động thủ. Bao nhiêu công kích bao phủ lấy Diệp Húc, thời gian giống như tạm dừng một lát. Nhưng thấy ở trung tâm nơi các vô pháp, vô bảo cùng đánh tới, đột nhiên một đạo hào quang dâng lên chói mắt, chỉ thấy một vầng mặt trời chói chang đang dâng lên. Bên trong mặt trời có thể nhìn thấy được có nước, có lục địa, có hải dương, có thiên cung, tiên khuyết, nghiêm nhiên làm cho người ta hướng tới Dương Thiên Thần Giới. Dầm! Dương Thiên Thần Giới nguyên co lại này đột nhiên phát ra năng lượng vô cùng vô tận. Trước mắt Phạm Chí Sơn lúc này một mảnh tuyết trắng, gần như không nhìn thấy cái gì. Đợi hai mắt của hắn hồi phục lại thị lực, chỉ thấy trên bầu trời trống trơn đang đáng, chỉ có một mình hắn đứng với Diệp Húc ở trên không trung. Còn có hơn 10 cái ngọc lâu lơ lửng giữa không trung, tất cả đều hóa giải, hóa thành một đạo linh quang. Những người khác sớm đã bị một chiêu Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn của Diệp Húc chấn tới tan xương nát thịt hết rồi. Thậm chí ngay cả hai vị sư đệ của hắn, Đại Vu Tam Thần Cảnh Hóa Thần Kỳ, cũng bị một chiêu của Diệp Húc giết sát. Chỉ còn lại ngọc lâu đang phân giải. Phạm Chí Sơn đổ mồ hôi lạnh, khóe mắt nhảy lên kịch liệt, một cử động cũng không dám. Ta đã nói rồi, không cần bức ta phải giết ngươi. Diệp Húc bất đắc dĩ mà nói, lập tức quay đầu nhìn về phía Phạm Chí Sơn, mỉm cười nói, Phạm sư huynh, ngươi vừa rồi hướng ta đồng thủ, tuy nhiên ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi công ta hai chiêu, ta chỉ trả lại một chiêu. Ngươi nếu có thể tiếp được mà không chết, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Phạm Chí Sơn biết rằng không ổn, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người mà chạy đi như bão táp, cũng không quay đầu lại. Hắn lên tiếng, Diệp thiếu bảo, ngươi đừng có mà kiêu ngạo. Ta sau khi trở lại luyện khí tông sẽ tự dẫn cao thủ tới lấy tính mạng của ngươi, cướp lấy Nam Thiên Môn. Hắn gào thét mà đi. Nhưng vào lúc này sóng nhiệt vô cùng vô tận đánh tới, Phạm Chí Sơn không khỏi hét lên một tiếng, quay đầu lại đánh ra một quyền. Chỉ thấy một vòng mặt trời chói chang đánh úp lại, đưa hắn nuốt chửng. Thân thể của hắn bị một quyền của Diệp Húc đánh nát, hoàn toàn tan rã dưới Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn. Đại tôn, ngươi xem đây có phải là dương sát hay không? Diệp Húc đột nhiên phát hiện ra bên trong ngọc lâu của Phạm Chí Sơn phân giải ra, bảo vật rơi xuống, trong đó có một đạo sát khí dài 6-70 dặm, tràn ngập thuần dương khí, không khỏi trong lòng vừa động, vội vàng chụp cái sát khí này vào trong lòng bàn tay của mình. Gõ cửa quan tài, cười lạnh mà nói, ta còn chưa ra khỏi Thanh Châu, lên được một địa sát, một dương sát. Như thế xem ra kiểu sát kỳ thực cũng không khó tìm cho lắm đâu. Nói không chừng, rất nhanh tập trung đủ sát khí, thành tựu thuần dương no đủ. Già La Minh Tôn từ trong quan tài ngó đầu ra, nhìn thấy dương sát buồn bực không thôi. Đích xác là một dương sát, hơn nữa còn là một sát khí không bị người rèn luyện qua. Đạo dương sát này cực kỳ tinh thuần, uy lực so ra với địa sát thì yếu hơn một chút. Bà nội nói chứ, không cần nói chuyện với lão tử nữa đâu. Lão tử hiện tại tâm tình rất buồn bực, đi đánh nhau với lão sắc cướp một chút đây, ta muốn giải sầu. Già La Minh Tôn khép lại quan tài, lập tức trong quan tài truyền tới từng tiếng dao động kịch liệt. Hiển nhiên vị Đại Minh Tôn Vương này đang xả giận với đầu thi yêu số số. Diệp Húc lúc này khống chế cột buồm thẳng tới Bắc Hải. Mấy ngày sau, hắn môn tập mấy ngàn dặm, rút cuộc đi tới cực Bắc, chỉ thấy phía trước trắng như tuyết. Bầu trời nơi này mênh mông bát ngát, nơi này là thế giới băng nguyên thuần túy, nhiệt độ cực kỳ thấp. Huyền băng thậm chí hóa thành núi lớn, vạn năm không thay đổi. Mà trên bầu trời xa xa lộ ra từng đạo cực quang bảy màu rực rỡ vô cùng. Cuồng phong giống giận, cuồn cuộn mà qua. Nơi này gió thổi đáng sợ, thậm chí thổi bay một tòa băng thạch lớn như một tòa núi nhỏ, bay qua cánh đồng hoang vu, thanh thế long trời lở đất. Đột nhiên một phiến cực quang mỏng như phiến dao lam sắt qua bên người của Diệp Húc, xoẹt một tiếng mở ra một khe rãnh sâu mấy ngàn mét ở trên mặt băng nguyên trước mặt Diệp Húc kia. Nguyên cực tử quang sao? Thứ tốt đấy. Diệp Húc trong lòng vừa động, vừa vàng hướng tới nguyên cực tử quang này mà đuổi theo.
Nguyên cực tử quang chính là cực quang sau khi hấp thu đại địa nguyên tử mà hình thành, thành một loại ánh sáng cực kỳ hiếm thấy. Uy lực của nó hùng mạnh cực đoan, so với kim tinh khí còn muốn lợi hại hơn. Nếu có thể luyện chế thành bảo, uy lực thế tất sẽ vượt xa nguyên thần chi bảo. Nguyên cực tử quang này tốc độ cũng cực nhanh, trong giây lát đã bay ra ngàn dặm. Diệp Phúc thúc giục cột buồm, dương buồm mà đi. Tu vi của hắn càng cao thì tốc độ của ngôi cột buồm này càng nhanh. Hiện giờ tốc độ của hắn thiên hạ đã hãn hữu, vài hô hấp lên đuổi theo cực quang. U Thiên Thần Vương, Đồ Ách Cấn, thu cho ta. Diệp Phúc vừa mới thi triển Đồ Ách Cấn, trong lòng bàn tay một vầng trăng sáng dâng lên. Đột nhiên chỉ nghe thấy ra một tiếng, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cuốn tranh. Tranh cuộn này triển khai hóa thành một bức họa cuộn tròn. Trên bức họa cuộn tròn này xuất hiện vô số văn tự. Tuy nhiên những văn tự này cực kỳ quái dị, cho dù là Diệp Phúc cũng không thể nhận biết được. Chỉ thấy bức tranh này cuộn cuộn nổi lên, cuốn lấy nguyên tử cực quang, rồi khép lại trở thành một cuốn bức tranh cuộn như cũ. À, nhìn bức họa cuốn này, chẳng lẽ là cao thủ Thiên Nhân Tông sao? Diệp Phúc nhẹ a lên một tiếng, tán đi U Thiên Thần Vương Đồ Ách Cấn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã thanh niên đứng giữa không trung, giơ tay một chiêu, tranh cuốn nhẹ nhàng dừng trên tay của hắn. Thanh niên này tuổi tác không lớn, quanh thân tràn ngập yêu khí, cũng không làm cho người ta chán ghét, ngược lại có cảm giác rất thân cận, khiến cho Diệp Phúc trong lòng cảm thấy vô cùng quái dị. Càng làm cho hắn chật chật lấy làm kỳ lạ chính là người này không ngờ cũng là Tam Dương Cảnh Thân Dương Sơ Kỳ, tu vi ngang ngửa với Diệp Phúc. Người này không ngờ có thể thu được nguyên cực tử quang, có thể thấy thực lực không kém. Vị huynh đài này thật sự có lỗi, tiểu đệ thấy cái mình thích nên tự nhiên tự tiện thu hồi nguyên cực cử tử quang này, thật sự là rất có lỗi mà. Thanh niên kia ấy nãy nói, nếu như huynh đài quả thực muốn cực quang này, tiểu đệ liền trả lại cho huynh đài. Diệp Phúc lắc đầu nói, mọi người thu bằng thực lực, nếu dừng ở trong tay ngươi rồi thì đó là của ngươi. Tại hạ Diệp Phúc, xin hỏi tên của họ huynh trưởng là gì? Diệp Phúc sao? Hay, tên hay. Thanh niên nao nao cười nói, tại hạ là đệ tử của Thanh Đế Môn Hải Ngoại, họ Bạch tên Nam Hiên, chính là đệ tử quan môn của môn chủ. Tiểu đệ tới đây là nghe nói trong Thiên Môn Thiên Phong Hạp Cốc có nhiều phong sát nhất, bởi vậy mới tính toán tới tìm mấy cái phong sát vượt qua phong sát tỷ lệ. Diệp huynh, không bằng ta đồng hành với ngươi đi. Diệp Phúc cười nói, được, ta cũng muốn tìm mấy cái phong sát đây, không bằng kết bạn cùng đi. Bạch huynh, ngươi chưa từng nghe thấy tên của ta hay sao? Không, không nghe nói qua. Bạch Nam Hiên thành thật mà nói, ta luôn ở tại trong hải ngoại, nếu không phải là ra ngoài tìm kiếm sát khí, chỉ sợ đời này cũng không có tới nơi này đâu. Diệp huynh, người rất có danh tiếng hay sao? Diệp Phúc mỉm cười khiêm tốn nói, tiểu đệ ở trên giang hồ thì cũng có chút thư danh thôi, có câu nhiệt tình vì lợi ích chung của anh em ấy mà. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 96 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.